đây lại là Phước Sửu đây cả nhà. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý chị một căn biệt thự khá đẹp, là một căn góc gọi là ba mặt tiền tại một khu đô thị cực kỳ lớn, khu đô thị mang tên là GS Metro City. Thì cái căn biệt thự mà Phước Sửu đang nói với quý chị đó là cái căn biệt thự song lập với diện tích là ngang 10 dài 20, và cái căn này được thiết kế là gồm một trệt, hai lầu và ở trên là có áp mái nha quý chị. Rồi bắt đầu là cùng với Phước Sửu mình sẽ đi tìm hiểu cái căn biệt thự này nhé. Với cái cách thiết kế là ngang 10 dài 20 và xây dựng là ngang khoảng ngang 8 dài 15, thì ở đây thì thiết kế là sân vườn trước, và bên hông thì mình để ra gara xe và mình có trường một khoảng không, và bên này là có sân vườn nha cả nhà. Và cái căn biệt thự này rất là đẹp ở cái chỗ là được ba mặt thoáng nha quý chị, mặt bên hông nè, mặt trước và mặt sau nữa luôn, nên nó là cực kỳ thoáng luôn. Nằm trong một cái khu đô thị 350 hecta thì biệt thự song lập 10 x 20 là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời cho quý khách hàng, bởi vì giá của cái căn biệt thự 10-20 này hiện tại là gia chủ đang cần bán, nên là có cái giá rất là hợp lý cho quý chị lựa chọn để đầu tư. Rồi bắt đầu Phước Sửu sẽ mời quý chị vào tham quan trực tiếp bên trong căn nhà này. Đây là bước vào mặt tiền chính của căn nhà. Thì ở đây quý chị có thể thiết kế được một cái gian phòng khá rộng rãi. Và đối với chủ đầu tư này thì đâu đâu cũng là mặt phẳng, đâu đâu cũng là chiếu trời hết á, và đâu đâu cũng có mặt không. Tất cả hệ thống kính ở đây là mở rộng cho tất cả các bên, nên tất cả các mặt ở đây là khá thoáng luôn. Như thiết kế thì đây sẽ thiết kế là một toilet, và ở đây là một phòng ăn, và đây là phòng bếp. Mặt sau thì chừa là hai cái chỗ như quý vị. Rất là thoáng luôn. Với cái căn này thì mặt tiền chính của căn nhà là hướng Tây Nam, và mặt ngược lại là hướng Đông Bắc, và mặt bên hông là hướng Bắc lệch tây một tí xíu ha. Rồi bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người đi lên thang bộ để mình thiết kế, xem thiết kế của tầng 1 ha. Rất là thoáng. Ở đây thì có một cái cánh cửa, có một cái khoảng không. Ở đây quý anh chị có thể là thiết kế được một cái nơi gọi là uống trà này, rồi để cây đàn, nơi đọc sách, hoặc là ở đây mình có thiết kế có thể là một cái hòn non bộ rất là xinh ha. Và một điều đặc biệt là từ cái vị trí căn nhà của mình có thể nhìn ra một cái khoảng công viên, một mảng cỏ cực kỳ là xanh mát luôn. Rồi mình di chuyển vào bên trong và mình vào cái căn phòng ngủ đầu tiên. Đây là cái căn phòng ngủ mặt sau. Mình thiết kế được là toilet bên trong, và như quý anh chị nhìn thấy là tất cả các hệ cửa ở đây là bố trí khá nhiều luôn, đến 4 hệ cửa luôn, nên là đôi lúc mình không cần dùng máy lạnh, chỉ cần mở cửa ra là gió tất cả các mặt sẽ thổi vào rất là thoáng. Và cái gian phòng thứ hai là master bedroom. Ở đây á, nếu mà nhà nhiều thế hệ thì quý anh chị có thể là thiết kế được. Với tầng, một tầng này thì mình có thể thiết kế được 3 đến 4 phòng và toilet nằm bên trong. Và tất cả các phòng như mọi người nhìn thấy thì đều có tầm view, đều có thể mở cửa sổ được luôn. Và cái tầng đầu tiên master bedroom này thì mình có thể có một cái ban công khá đẹp luôn ha. Đối diện của căn nhà của mình là một cái biệt thự khá đẹp 15 x 20, và phía sau cái căn biệt thự là một cái dòng sông khá thoáng mát và một cái công viên đa giác quan. Và từ cái lối của căn nhà mình đó, đi bộ tầm khoảng 30 mét là mình có thể đến một cái club house khá đẹp luôn, 1000 mét vuông. Trong club house này thì có hồ bơi, phòng tập gym, phòng tập yoga, tắm sauna xông hơi, barbecue, và ở đây thì có cả phòng chiếu phim khá đặc biệt, khá thú vị.
Rồi bây giờ là cùng Phước Sửu mình sẽ lên tầng 2 để mình khám phá tầng 2 xem là có thể thiết kế được nhiều phòng hay không, và khoảng trống ở trên này có thoáng mát và có thể là đa cách sử dụng cho khách hàng hay không ha. Rồi với tầng 2, một cái tầm view khá đẹp, khá rộng, và mình có thể thiết kế được hai phòng ngủ gọi là khá lớn luôn, và có một cái sân thượng khá rộng. Ở đây thì mình có thể tổ chức tiệc barbecue, hoặc là mình có thể là trồng cây, phơi đồ tại nơi đây luôn. Bước lên cái tầm view này thì khá đẹp luôn cả nhà ơi. Nhìn về, có thể là nhìn về cái phân khu thứ hai là phân khu Zai Edu County. Bên kia thì có khá nhiều cái chung cư cao cấp, và có một cái trường học quốc tế Chadwick của Mỹ đang xây dựng phần móng. Đây là các phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ còn lại ha. Tất cả các phòng ngủ ở trên lầu đều có ban công ra và rất là thoáng. Và bên trên như mọi người nhìn thấy là chủ đầu tư xây dựng khá kỳ công ha. Và ở đây là đổ mái luôn, đổ bê tông luôn, nên là ở đây mức độ chịu lực khá tốt. Và ở đây thì hạn chế và ánh nắng xuống đây là rất là mát. Khá đẹp phải không? Một căn biệt thự ngang 10-20 gọi là song lập với ba mặt thoáng. Thì quý anh chị cần thêm thông tin nhiều hơn về cái căn biệt thự này thì inbox ngay cho Phước Sửu với số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ có nhiều cái thông tin hơn về căn biệt thự, và đặc biệt Phước Sửu nắm một giỏ hàng khá đa dạng và có những cái căn gọi là rất là giá rất là tốt để quý anh chị gọi là đầu tư trong thời điểm này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở nhiều video sau.